Xin chào mọi người. Trời ơi, đây là bể sám xanh này mọi người này. Bể này nghịch lắm. Đấy, tự chơi một mình luôn, mình có làm gì đâu, mình chỉ ngồi quay bể thôi. Rất là ngoan. Bể này thì mới về, nhưng mà mình kiểm tra qua trên người rất là sạch sẽ. Móng thì tí nữa mình sẽ cắt và mình sẽ chụp ảnh cho bé một bộ ảnh để đăng lên page nha, tìm nhà mới cho em nhé. Đây. Có cái sợi dây ở cái mình vứt cho bé chơi từ nãy này. Đấy. Thấy không? Lông rất là mượt, không bị dài quá, rất là đều. Lông hai lớp, nhìn bông đẹp, không bị xù, chuẩn mèo anh lông ngắn luôn mọi người ạ. Này, nhìn cái mép dày không? Nó mấy bé mèo thuần chủng nó sẽ như này này mọi người này. Còn những bé mèo lai thì mặt nó nhọn hơn một chút, nhọn của bé thì rất là nhọn, của bé thì nhọn vừa, nhưng đây mặt rất là cân đối này. Nghịch quấn người. Hầu như các bé mèo thuần chủng ấy mình thấy các bé quấn người lắm. Rất là hồn nhiên ngây thơ, rất là tự nhiên luôn. Đó, từ lấy đây, meo meo, đang tò mò đấy, không biết cái là cái gì đấy. Bọn mèo con rất là hay tò mò. Có mấy cái dây nó cũng nhìn đấy, ấy xinh không, xinh không, xinh không, ấy xài rồi. Nè, bé kia nó kìa, không mới về. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nhé. Mình luôn luôn cập nhật tình hình các bé lên kênh YouTube của tiệm Mèo Sen. Mọi người có thể đến đấy xem nha.